Xin chào tất cả các em, sau đây thầy sẽ hướng dẫn các em trả lời câu hỏi số 1 trang 64 sách giáo khoa hình học 11. Cho hai mặt phẳng song song alpha và beta, đường thẳng D nằm trong mặt phẳng alpha như trong hình 2.47. Hỏi D và mặt phẳng beta có điểm chung không? Rồi. Đầu tiên ta cùng xử lý giả thiết đó là mặt phẳng alpha song song với mặt phẳng beta. Mà ta biết hai mặt phẳng được gọi là song song với nhau nếu chúng không có điểm chung, đúng không? Từ đó ta suy ra mặt phẳng alpha và mặt phẳng beta không có điểm chung. Đúng chưa? Không có điểm chung. Mà ta biết là đường thẳng D lại nằm trong mặt phẳng alpha. Nên ta suy ra đường thẳng D và mặt phẳng beta cũng không có điểm chung. Đúng không nhỉ?